Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh của mình. Thưa quý vị và các bạn, thông tin liên quan đến vụ án bố cục cầu voi Hồ Duy Hải hôm nay được chia sẻ về các cựu chiến binh và nhân dân, một niềm tin về nền tư pháp thế nào, nhất là cơ quan tố tụng. Hầu như người dân không tìm thấy được sự khách quan, vô tư, trung thực vì quá nhiều vụ án trên thông tin truyền thông đưa tin, cơ quan điều tra, xét xử đã lạm dụng quyền lực tư pháp, có quá nhiều việc làm sai lệch, không theo đúng pháp luật, nhất là tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Rất nhiều vụ án, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, ba cơ quan này đều thỏa thuận với nhau, nên phát sinh trong xã hội có một nghề gọi là nghề chạy án, khiến cho vụ án mất đi tính khách quan, trung thực và xảy ra quan sai, khiến cho dư luận mất niềm tin đối với nền tư pháp, gây nhiều phẫn uất trong nhân dân quần chúng. Cụ thể như vụ án Hồ Duy Hải, một công nhân vô tội mà cơ quan tố tụng đã hô biến thành một hung thủ giết người cướp của, nhận một bản án tử hình. Vụ án Hồ Duy Hải dàn dựng quá nhiều tình tiết vô lý đến mức thô thiển, chứng cứ thu thập bừa bãi, không hợp pháp, thủ tục tố tụng vi phạm đầy rẫy, đến mức độ dân thường không hiểu biết pháp luật vẫn dễ dàng nhận ra những điều vô lý. Ngay cả tòa án cũng nhìn nhận có sai sót về phương diện tố tụng, chứng tỏ các bên buộc tội và gỡ tội đều đã rõ về hồ sơ vụ án. Ấy vậy mà đến quyết định cuối cùng và mới nhất đây, hội đồng thẩm phán vẫn khẳng định Hồ Duy Hải là có tội, cho thấy quyết định về vụ án đâu cần sự khách quan là gì, không phải ở chứng cứ nữa, cũng không phải ở tố tụng, mà là ở quan điểm xét xử như thế nào thôi. Như vậy, chúng ta thấy rằng quyền lực tư pháp rất là quan trọng, cần phải có một cơ quan độc lập để kiểm soát quyền lực này. Và sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi ý kiến của một cựu chiến binh nói về vụ án Hồ Duy Hải và niềm tin về nền tư pháp như thế nào nha. Mời các bạn hãy theo dõi. Xin phép giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Đăng ạ. Dạ. Và tên quê tôi ở Thái Bình. Hiện nay là tôi đang sống ở Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh á. Dạ. Thế thì tôi á, hiện nay đang sống ở Hồ Chí Minh và cũng thời là cựu chiến binh, ở như vậy là quần áo. Dạ. Và thế thì nói về cái nghĩ định tôi á, thì tôi đi tham gia như vậy là cấp hàng á, thì từ năm như vậy là 17 tuổi. Thì năm 17 tuổi tôi định rời ghế nhà trường, lúc đó còn đang học cấp 2 anh ạ. Dạ. Đang học cấp 2 thì cũng theo cái tiếng gọi thiên niên của Đảng để đi lên đường kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dạ. Thế tôi đi từ năm 1971 đó. Dạ. Thì thời gian đó thì cũng như bao nhiêu thanh niên khác, chúng tôi vào Trường Sơn đi cứu nước. Thế thì trong cái thời gian mà chúng tôi vào Trường Sơn đi cứu nước, cũng bao nhiêu anh em khác cũng cần đổ xương đổ máu, cũng vì Đảng và vì dân vì nước mới có như vậy là cái hòa bình lập lại. Dạ. Ngày hôm nay thì cũng mục đích của chúng tôi là giải phóng miền Nam, mang đến những bài cuộc sống ấm no cho toàn dân cũng như bao thế hệ khác cha anh khác thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì nói thật với anh nhé, tôi là địa phương hiện nay sống đời thường cũng như một người dân, cũng như là một người cựu chiến binh. Hiện nay tôi thì về thì hưởng cái chế độ thương binh anh ạ. Dạ. Thế thì hưởng chế độ thương binh thì nói đúng là cuộc sống thì nó cũng vất vả lắm, nhưng mà qua như vậy là thời gian ở đây thì trong cái thời gian mà tôi về đời thường thì mình phải sống thành để là một người dân sống và làm việc theo pháp luật. Dạ. Đồng thời qua cái vụ án mà Hồ Duy Hải, tôi thấy như vậy pháp luật có
mình phải nói là rất là tốt từ ngày giờ, nhưng mà mình bao nhiêu thay đổi rồi, càng ngày càng như vậy là thay đổi pháp luật, để như vậy làm sao để con người ta là đến cái cuộc sống cái ấm no hạnh phúc. Chuyên qua vụ án Hồ Duy Hải, tôi thấy hiện nay pháp luật mình rất là xuống cấp. Dạ. Và cũng như là ông Lưu Bình Nhưỡng đã nói đấy, trong cái pháp luật của mình á là như vậy, là hiện nay nó quá xuống cấp đi. Người dân không biết, chúng tôi không biết là bây giờ tin là ai, có thể hôm nay chúng tôi phát biểu nói chuyện với anh, nhưng có thể mai chúng tôi cũng có thể là không còn nữa. Dạ. Thế thì ai cũng sợ đến cái pháp luật hết đấy. Tại vì đụng đến pháp luật á là cứ tưởng tượng như là cái cuộc sống của mình á, đụng đến pháp luật là cứ đụng đến cái tù tội. Có thể mình hôm nay là mình người dân, như mai có thể mình vô tù, thì bây giờ cái cuộc sống tôi cũng chẳng còn là bao nhiêu, cũng chấp nhận cái vấn đề đó. Dạ. Nhưng mà qua cái vụ án Hồ Duy Hải lại nói là chúng tôi bức xúc lắm. Nói dạ. thật với anh như thế, bức xúc lắm. Không phải riêng tôi đâu. Bây giờ cứ lo người dân, chỉ có lo ngay ngáy về cái quyền lợi công dân của mình là bị trước lúc nào không hay đó. Nói thẳng ra như thế. Yeah. Thế bây giờ như vậy là trong cái lãnh đạo của nhà nước, thì nhà nước bây giờ cứ đứng ra lúc nào cũng bây giờ hô hào nhân dân là sống vì đất nước, hy sinh vì đất nước. Nhưng mà tôi thấy như vậy là nhiều cái như vậy là mình làm chưa đúng, thực hiện là chưa đúng. Chưa đúng ở chỗ nào? Là chưa đúng ở chỗ bây giờ dân không dám nói. Mà nói ra thì người ta nói là mình thì là đau động là vinh quang, mà lang thang là chết đói, mà hay nói là vô tù. Nói thẳng là như vậy. Dạ. Không dám nói. Mà pháp luật của mình hiện nay là đang vì ngồi xổm pháp luật, những cái ngồi xổm pháp luật của một số như vậy là băng nhóm hay là theo cái khác đang ngồi xổm ở pháp luật. Dạ. Mà pháp luật của mình hiện nay là phải từ mình phải nói rằng á, trong cái bộ chính trị mà xuống á, hiện nay là có những cái người mà chống đứng cho vụ án Hồ Duy Hải rồi. Dạ. Thế nên nó mới lâu là như vậy. Thế thì Hồ Duy Hải tôi thấy là Hải á là một cái con người á là mới lớn lên rất là trẻ, chưa biết cái cuộc gì vào đời, mà hiện nay người ta nói rằng nếu mà vụ án á xảy ra mà giết người hay ăn cắp một cái vật gì là thứ nhất á, cũng như là nhà báo là Trần Đăng Khoa nói, thứ nhất là vật chứng và tang chứng. Hả? Dạ. Thế thì bây giờ vật chứng, tang chứng, người ta nói ăn cắp thì bắt tận tay mà, phải dây tận mặt. Mà đây cái Hồ Duy Hải đâu có bắt tận tay đâu, tang chứng không có, công ra chờ công mua dao mua thớt về. Xin nói chứ mua dao mua thớt về, xin nói chứ. Tôi bây giờ cứ đưa Nguyễn Hòa Bình đi. Nguyễn Hòa Bình là tòa án tối cao, là ông ấy là giám đốc thẩm tòa án tối cao, đưa lên tôi điều tra thì sau một ngày thôi, thì xin lỗi chứ có 1000 cái lời khai của Nguyễn Hòa Bình nhận tội, chứ đừng có nói ai nữa. Tại vì tôi cứ ép cung thì bây giờ tôi đánh là phải khai thôi. Hôm nay là bây giờ cái đoạn văn nào tôi cần ghi âm là tôi cần ghi, mà cái đoạn văn nào mà tôi không cần ghi âm là tôi thôi. Dạ. Chứ đừng có nói ai, bây giờ tôi bảo Nguyễn Hòa Bình là tội phạm giết hai cô gái này, thì đương nhiên là bây giờ nếu mà đưa tôi vô điều tra thì tôi vẫn điều tra là Nguyễn Hòa Bình là phạm tội, chứ không chi là Hồ Duy Hải. Đó. Thế thì bây giờ cái luật của mình á, luật thì có, mà khi hành luật thì nói thật với anh ấy, bây giờ khi hành luật thì mỗi nơi một kiểu. Dạ. Đó. Mà người dân thì chẳng biết là trông chờ vào đâu. Đó. Rồi bây giờ dân thì chỉ có nói, cũng như một cái trái banh như chúng tôi chỉ là một cái đối với tôi thì hiện nay nói thật với anh, chúng tôi không có một lời nói gì hết. Yeah. Đảng cử dân bầu, đảng mà cử thì dân bầu, bây giờ cái quyền lợi chúng tôi còn ở đâu, không có còn đâu hết. Thôi thì cử rồi mà bầu vào con người cho tôi khỏi bầu đi. Bầu á là phải lấy cái quyền tự do của công dân, là phải đưa ra như vậy là đảng cử dân bầu thì phải lấy ý kiến của nhân dân, mà chúng tôi chẳng biết vào đâu. Bây giờ chúng tôi chỉ biết rằng cái thân phận mình để no mà làm ăn. À, mà bây giờ cứ đảng cử dân bầu như thế thì nói thật với nhau, những cái người mà ra ứng cử là những người, nếu mà bây giờ
những cái người mà ngoài đảng ấy, thì tôi nói những người mà ra ứng cử là những người chết trước. Dạ. Nói thẳng là như thế. Rồi đến cái những người trong đảng mà có ý kiến thì bây giờ cũng là chết theo. Tại vì như thế này, bây giờ ý kiến ra thì người ta nói rằng bây giờ là kích động, rồi té nước theo mưa, rồi đủ các thứ hết. Còn bây giờ thế thì dân ai dám nói? Thì tôi hỏi bây giờ là những cái người trong đảng như ông Lưu Bình Nhưỡng như thế, hay là những ông Trọng Nghĩa, hay là ông Dương Trung Quốc, đều những cái người đại diện của dân đều bị trút bế. Thế thì làm sao mà còn tiếng nói của dân? Tiếng nói của dân bây giờ biết nói vào ai, biết tin tưởng vào ai? Dạ. Thế thì qua cái vụ án Hồ Duy Hải này, tôi này xin nói anh ý. Bây giờ qua vụ án Hồ Duy Hải này, tôi thấy bây giờ cái ông Nguyễn Hòa Bình ấy, thì tôi nói ông đó, thôi bây giờ nó phải như thế, ông không xứng đáng là một ông tranh án, mà ông không xứng đáng là một cái vụ tướng, một cái tướng của chúng tôi, nó thật như thế. Dạ. Ông này chỉ có tướng tham nhũng thôi, mà bây giờ chống tham nhũng hàm là sống chống là chết. Thế xã hội nó bây giờ như thế. Dạ. Dân gì biết hàm là sống mà chống là chết, ai mà đủ mô tham nhũng này như người đó chết đó. Dạ. Thì bao nhiêu nhà báo, bao nhiêu nhà văn, bao nhiêu những ông làm như vậy là cán bộ, chỉ có nói góc khía cạnh ở bên ngoài thôi, còn á như vậy là cứ hình như này, nếu mà đụng đến là ngày mai hình như là có công an đấy, thì họ làm sao mà được tiếng nói của nhân dân được? Thì làm sao đây, chúng tôi không có chống lại chính sách của nhà nước, tôi không chống lại chính sách của đảng. Đây là chúng tôi chỉ ý kiến biện luận thôi. Đó. Biện luận để làm sao để xây dựng cái pháp luật mình, những người thực thi thôi. Còn đường lối của đảng đi là rất là đúng, chứ không phải là không, chúng tôi không chống. Nhưng mà thực thi làm sao pháp luật để cho nó đúng. Còn bây giờ Hồ Duy Hải, tôi lại lật ngược lại đến cái vụ Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải tôi lại xét ra là bây giờ cứ đưa ra cái bằng chứng bảo là 25 cái lời khai á. Dạ. Rồi lấy kiến báo của người ta phản biện lên, thì tôi nói thật ông mình ông ngớ ngẩn như một đứa trẻ con lên ba. Xin nói tôi nói thật đấy, ông đi về ông đi học cái bộ sách giáo khoa của tập tính nhiều đi. Thế cho nên là một tiến sĩ á, mà ông phát biểu như thế, rồi ông đương ra uống, tôi cũng không nhớ bao nhiêu người nói, đương ra uống này là đương ra uống, để người dân cử ra để lấy cái tiếng nói của nhân dân, để phản biện lên, làm sao ông lại chết tội cho như vậy là Hồ Duy Hải? Ông lại lấy cái chứng cứ gì để ông lại chết tội Hồ Duy Hải? Rồi như vậy là những bao nhiêu như các vị ở đây này, đây tôi phải nói rằng á, nhiều lúc tôi cũng đưa lên để mà bình luận cái câu của tôi, để trên cái sóng của hắn, ví dụ tôi nói một cái câu như thế này, tưởng tượng là lúc tôi cũng bình luận ở trên cái điện thoại á, như là vừa rồi á, của ông Mai Xuân Bích. Dạ. Cựu chiến binh đó, mà chân tích có ra đấy. Dạ. Cho nên tôi có bình luận một câu như thế, trái ngọt thì dân chẳng thấy đâu đó. Đấy, tôi có bình luận cái câu đầu tiên là trái ngọt dân chẳng thấy đâu đó. Mà sao chỉ thấy ngọt sâu hài người. Dạ, dạ. Tôi có cái bình luận câu đấy mà ống vẫn nên là cái câu này là nổi bật, trái ngọt dân chẳng thấy đâu, mà sao chỉ thấy lũ mọt sâu hại người. Đó là một cái câu đấy, mà cái câu đấy thì tôi nói thật đấy, cái này nếu như vậy là rồi một cái câu nữa là như vậy, là cũng có câu là tôi nên tôi bình luận với đối với ông là hôm nay đảng cử mà dân bầu, làm sao chẳng thấy
đầu ý dân. Đó, tôi vẫn cứ niềm đau, tôi vẫn nói thẳng. Và làm sao cảm thấy chân cầu ý dân? Quốc hội là một cái sân hay là một họp chia phần để ăn? Dạ. Quốc hội là đó, người tài người giỏi sáng danh hay là xong họp để ăn người dân? Chúng tôi thấy những người tỏ tài giỏi mà vào quốc hội hình như đều bị gạt hết. Là trong quốc hội này á, là những cái có cái một cái phần tử hay là nhóm nào á để mà hành người dân thôi. Thế cho nên rằng á, rằng lập ra thì như vậy nhưng mà không có tiếng nói của dân. Còn tôi lặp lại một cái vụ Hồ Chí Hải này, chúng tôi không biết trông chờ vào nhà nước mà xử đến bao nhiêu năm nữa. Còn nếu Hồ Chí Hải này á, tôi đặt như thế là có tội á, thì cũng như bao nhiêu người khác đề nghị là bây giờ quốc hội là cũng như là luật pháp nhà nước điều tra ra quốc hội mà thấy hay là tòa án mà thấy ý kiến của nhân dân đưa ra Hồ Chí Hải có tội thì xử tội luôn đi, đừng để giam giữ cái 14 năm trời, nó thật nhục nhã lắm. Chúng tôi đã từng đi đứng rồi, nhục nhã lắm. Hả? Dạ. Tàn hồ cái này không? Dạ. Vâng. Hả? Thế thì Hồ Chí Hải này á, gia đình thế, cũng như bao người khác cũng là gia đình cách mạng, có công với cách mạng. Tôi qua như tôi tìm hiểu trên sóng đều có công cách mạng, mà bây giờ hành xử với một người gia đình có công cách mạng như thế ạ, thì các ông nghĩ sao? Đó. Con cái các ông, người thân các ông đâu có đau xót đâu. Đó. Đối với tôi cũng thế, tôi cũng chỉ là một người công dân, không Hồ Chí Hải cũng chẳng phải anh em họ hàng nhà tôi. Nhưng mà nói thật đấy, anh chứ hàng đêm đó, tôi vẫn nằm tôi suy nghĩ là chảy nước mắt ra thương lắm, tàn nhẫn đến cái mức độ mà làm sao cứ vẫn cứ nói của mình ấy, là xã hội mình ưu việt ở chỗ nào. Dạ. Đối xử với một con người không có tội như thế thì ưu việt ở chỗ nào, cứ nói chung chung. Còn đây đi vào những cái thực tế thì phải nói rất ưu việt, nhưng mà đối xử chưa đúng, nói thật. Còn quan niệm chủ nghĩa cá nhân nhiều quá, đối xử với thiên vị cá nhân nhiều quá. Thậm chí như tôi thì thế đó, đi nói anh chứ về cái địa phương nó đi một cái khác, mà nên đến trung ương đi một cái khác. Tôi như này, tôi sống ở đây bao nhiêu năm, tôi đâu có đòi hỏi gì, nhưng mà chế độ nhà nước đó, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh này, tôi không có nhà, có cửa. Dạ. Nhưng mà nói thật với anh ấy, nếu không có gia đình bên vợ tôi ấy, thì nói thật với anh ấy, tôi chết đâu rồi. Dạ. Với đội thương binh ấy, đề nghị nên cấp đất cấp tiếp, nhưng mà trên có cấp đâu. Từ hồi giải phóng đến giờ, có cấp đất, tôi được cái mảnh đất nào để mà cắm dùi đâu. Bao nhiêu quan lại ở đây ăn hết. Đó. Có những cái cán bộ phường mà 2-3 cái mảnh đất, 2-3 cái nhà rồi có rồi nhà bán đi rồi vẫn tiếp tục mua rồi lại chuyển đổi rồi khác. Đó. Còn tôi á, nói thật với anh, bao nhiêu đơn từ nọ đơn từ kia nên đến quận rồi cũng hồ sơ cũng chỉ để nằm đó. Những cái con người mình á, nói thật với anh, năm lúc rất là buồn mà không nói lên được. Mà bây giờ tháng về nó thật như vậy, nhà nước cho hơn triệu bạc thì làm gì, sống được cái gì, không có nhà con nhà cá thì sống được cái gì. Đó. Thế cho nên là qua cái vụ như Hồ Chí Hải này, tôi chỉ mong nhà nước làm sao soi sáng để cho nhân dân chúng tôi được nhờ. Còn bây giờ dân thì chẳng biết kêu vào ai hết. Dạ. Thì cũng không biết nói vào ai. Dạ. Nói không ai nghe hết. Mà bây giờ nó thật như cái tổ dân phố á, nói thật với anh chứ, bây giờ hay là họp phường thôi, còn bây giờ mình chỉ ra một cái tiếng nói thôi, không thể có một cái tiếng nói mình nhé.
những cái cấp hàm như vậy là đại tá hay là thiếu tướng về hưu thì bây giờ hay là những cái sĩ quan về hưu hay là cũng như anh em chúng tôi cựu chiến binh thì tiếng nói chỉ có cái tiếng nói thôi, cũng không có làm gì được hết. Cái xã hội nó bây giờ nó là vậy. Dạ. Thế cho nên là qua cái vụ án Hồ Duy Hải này, tôi thấy là nhà nước á thì vẫn trong cái khóa bầu cử này rồi đã hình thành rồi, cái chuyện bầu cử là bầu cử không thể bao giờ như vậy là xong cái đợt bầu cử này rồi, nhà nước phải xử án gấp cái vụ án để Duy Hải, mà phải xử án rành mạch trước công chúng để cho nhân dân phải có cái thông tin đại chúng, chứ đừng có xử án mà luật sư có luật sư rồi đuổi luật sư ra rồi có như vậy là bị cáo trạng thì lại không được giữ cái tham giữ cái con tòa thì xử cái gì thì cái đó là luật bỏ túi rồi, vụ án bỏ túi rồi, nó thật như thế. Yeah. Còn bây giờ cái độc lập, tôi thấy là sự độc lập không có thấy độc lập hết đấy. Nhiều vụ án hết rất đấy, bây giờ dân tin vào đâu? Bây giờ hỏi cái thành phố này trong cái khóa 14 năm 2000 như vậy là 14 15 cho đến năm 20 này á, là cái riêng cái khóa của thành phố này á, mà bây giờ ai mà chống tham nhũng không? Còn chống ở đâu nữa? Thành phố này từ cái ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh này cho đến ông phó chủ tịch, ông bí thư, cái khóa vừa rồi đều tham nhũng hết, các bộ các ban ngành đều tham nhũng hết. Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng đều tham nhũng hết, ba cái thành phố lớn dân chẳng biết đâu hết đấy. Rồi các thành phố nào cũng tham nhũng, ở đâu cũng tham nhũng. Còn bây giờ như vậy dân mà chống thì tham nhũng, hàn là sống chống là chết, nó thật biết người ta ăn như thế cũng chẳng làm gì được. Thế cho nên cần nói một chống tham nhũng á, ai mà chống là chết, nhà nước chỉ có đưa ra như vậy thôi. Còn bây giờ dân mình thì thấp một cái miệng cũng chẳng biết chống vào đâu, nó thật như thế cũng không dám nên có ý kiến. Còn cứ để cái đất nước này để mãi thì không biết là đất nước mình nó đi về đâu. Chúng tôi thì qua cái vụ án này thì cũng cảm ơn thắng, rồi cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các cái quý vị ở trên cộng đồng mạng, rồi xin như vậy là đã lên tiếng nói. Và hôm nay thì hắn cũng đã nghe được cái tiếng nói của tôi, cũng chỉ là một người công dân. Còn bây giờ thì cũng muốn tiếng nói của mình đấy, thì nếu mà được mà lên mạng ấy, thì nó thật ra rất là cảm ơn. Có thật như thế, là góp tiếng nói của người công dân để mà lấy quyền lợi, và để cho cháu Hải cũng là một người công dân để sớm về để lo với cái chuyện gia đình, để phụ diện cái người công dân của người Việt Nam. Yeah. Còn cuối cùng thì tôi cũng xin kính chúc các cái vị cộng đồng mạng, rồi cũng kính chúc toàn thể bà con cô bác các vị đã có như vậy là tham gia đã nghe ở trên mạng này á, đã được như vậy là trưng cầu cái ý kiến của tôi, thì tôi cũng xin chân thành và cảm ơn. Và cuối cùng cho tôi gửi lời kính chúc sức khỏe.